Trấn Thành lại thua đau trước Trường Giang, hào quang đang dần vụt tắt đối với ông xã Harry Won. Với sự tương đồng trong lĩnh vực cạnh tranh, Trường Giang và Trấn Thành thường xuyên được đặt lên bàn cân. Mới đây, hai MC nổi tiếng cũng được réo tên để so sánh về cuộc sống hôn nhân. Sau khi kết hôn, sao Việt cũng có những nguyên tắc ngầm trong hôn nhân để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc nhất. Nhã Phương, Trường Giang hỏi ý kiến nhau. Trước khi bước đến hôn nhân, chuyện tình của Nhã Phương và Trường Giang cũng khá nhiều thị phi và cần sự nỗ lực rất nhiều từ hai bên. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng không ngại tiết lộ cách xây dựng hôn nhân của mình và chồng. Tôi muốn vợ chồng có gì cũng phải chia sẻ với nhau. Trường Giang cũng chia sẻ nhiều với tôi. Chẳng hạn mỗi lần đi làm về mệt, anh ấy đều trò chuyện cùng tôi. Vợ chồng mà không chia sẻ cho nhau thì không thể sống được với nhau, Nhã Phương chia sẻ. Bên cạnh đó, Trường Giang cũng từng dí dỏm chia sẻ bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình là để vợ giữ hết tiền. Mỗi khi ra đường, anh chỉ mang được chiếc bóp có vài trăm ngàn và vài chiếc thẻ ngân hàng khi cần. Còn lại, Trường Giang được trợ lý lo từ A đến Z và về báo cáo lại cho bà xã. Trấn Thành Harry Won, tin tưởng tuyệt đối. Kết hôn nhiều năm, Trấn Thành Harry Won vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy ngọt ngào. Dù vướng nhiều scandal nhưng cả hai chưa từng lộ có sự bất đồng hay to tiếng với nhau. Trấn Thành từng chia sẻ nguyên tắc duy nhất trong mối quan hệ vợ chồng của anh là tin tưởng lẫn nhau. Tôi chỉ nghĩ hôn nhân là niềm tin để bạn trao nửa đời còn lại cho một người nào đó. Nếu không tin nhau thì không có hôn nhân, chúng tôi có điều đó dành cho nhau. Cách mà Trấn Thành và Harry Won bên nhau luôn khiến công chúng ngưỡng mộ. Họ vừa giống như bạn đời vừa là tri kỷ của nhau. Bởi thế cuộc sống cả hai luôn thoải mái và đầy ắp tiếng cười. Tuần qua, cộng đồng mạng lại dậy sóng với một phát ngôn của Trấn Thành. Tôi biết có rất nhiều người ghét tôi, nhưng hãy nhìn lại những gì tôi đã làm cho ngành giải trí nước nhà. Nếu không có tôi thì sẽ không có bố già, không có nhà bà nữ. Hãy suy nghĩ thật công tâm. Thông tin về phát ngôn này bắt đầu lan truyền rộng rãi ngay sau ồn ào hào quang rực rỡ tại họp báo Đàm Vĩnh Hưng vào cuối tháng 3 năm 2023. Phát ngôn như thêm dầu vào lửa, thổi bùng thêm sự khó chịu của cộng đồng mạng đối với MC Trấn Thành. Nhiều người cho rằng Trấn Thành đang than thở kể lể quá nhiều. Một số ý kiến còn chỉ trích nam nghệ sĩ vô ơn bởi thành công về doanh thu của hai bộ phim Bố Già và Nhà Bà Nữ cũng là nhờ khán giả. Tuy nhiên đâu đó vẫn có những câu hỏi về nguồn gốc và ngữ cảnh thật sự của phát ngôn này. Chỉ biết rằng MC Trấn Thành từng công khai phát ngôn về chuyện bị ghét, bị chửi và có liên quan đến hai bộ phim của anh là ở một talk show về điện ảnh vào tháng 2 năm 2023 mang tên Sunday Talk 89 của Cinehouse. Tôi là nghệ sĩ bị chửi nhiều nhất Việt Nam. Một khi người ta ghét, tôi làm gì cũng bị ghét, nhưng tôi không bận tâm nhiều. Tôi chỉ muốn mang hạnh phúc cho những người quan tâm, cần mình, Trấn Thành nói. Trấn Thành đưa ra những ý kiến trái chiều xoay quanh các tác phẩm của mình. Nhà Bà Nữ thắng lớn vẫn nhận vô số chỉ trích. Nhiều người nói phim của tôi là thứ thành công độc hại. Quan điểm lạ luôn dẫn đến phản ứng hai chiều. Người nào thích sẽ rất thích, người nào ghét sẽ rất ghét. Về doanh thu trên 450 tỷ đồng, lập kỷ lục phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé Việt. Trấn Thành nói anh bất ngờ vì Nhà Bà Nữ thắng nhanh ngoài sức mong đợi của bản thân. Tại talk show này, nam MC phủ nhận phim mình thắng lớn do nắm bắt thị hiếu khán giả. Nếu tôi hiểu thị hiếu khán giả, tôi đã không bị chửi nhiều như vậy, anh nói. Cách đây không lâu, sau khi phim Bố Già ra mắt, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin, Trấn Thành cho rằng việc càng nhiều khán giả ra rạp xem phim là càng chứng tỏ có nhiều người Việt có vấn đề về tâm lý. Việc Trấn Thành sử dụng cụm từ vấn đề tâm lý để miêu tả các khán giả đã ủng hộ đồng cảm với phim gây tranh cãi dữ dội. Nam MC đã nhanh chóng lan truyền giải thích về sự hiểu lầm này. Anh khẳng định câu nói của mình là hoàn toàn bị xuyên tạc.